Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2019, ở chùa Hội Hợp Đức trao cho mẹ của bé Hoa là 1 triệu do chị gái ẩn danh ở Hà Nội tài trợ. Thì cô cũng xin đại diện cho gia đình cảm ơn chị và gia đình, chúc chị và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Em là mẹ của bé Hoa, cảm ơn chị ẩn danh Hà Nội đã giúp đỡ cho bé và cho gia đình bớt đi phần nào khó khăn. Xin cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị mạnh khỏe và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xong. Chưa xong nữa.